Đấy là một cái giải pháp mình cho là rất là hay mà các bạn có thể sử dụng với cái bộ điều khiển BMS SM1280HTLE này. Xin chào tất cả các bạn nhé. Thì hôm trước có một vài người anh em hỏi mình là thế thì bây giờ muốn mà cài một cái bộ VRV Toshiba ấy, thì sẽ cài đặt cái thời gian để mà cho nó chạy từ các cái tổ máy kìa. Thì mình sẽ chạy ví dụ như là sáng là 7 giờ chạy đúng không ạ? Chiều là 17 giờ tắt chẳng hạn. Nó hay sử dụng trong các cái khu văn phòng ấy, thì muốn là khi mà chẳng may quên ấy thì đến cái giờ đó nó sẽ tự động nó tắt hết toàn bộ đi, đúng không ạ? Thế còn nếu quá trình sử dụng bình thường thì vẫn sử dụng rồi, họ vẫn bật tắt từng cái một. Đấy, thế thì với các cái bộ điều khiển ở trên phòng đó, từng cái máy một ấy, thì các bạn sử dụng cái bộ mà 41E ấy, thì RBC AMT 41 ấy, thì các bạn mới đặt được cái kiểu như vậy, đặt được cái thời gian chạy cho từng cái ngày một. Đấy, thế còn các bạn sử dụng cái bộ mà RBC AMT 32 thì nó sẽ không có cái tính năng đó các bạn nhé, và các bạn cũng không thể đặt được như vậy. Đó thì nếu như bạn sử dụng một cái bộ điều khiển đây, BMS SM1280HTLE hoặc là các cái bộ gần giống như này này, thì nó có một cái giải pháp là các bạn có thể đặt được với cái trạng thái như vậy, tức là cài đặt được thời gian mà chạy theo yêu cầu đấy, như vừa rồi mình nói đấy. Thì với cái bộ này thì các bạn làm như thế nào để mà có được cái giải pháp như vậy? Thì thực chất ấy là như này các bạn nhé, thực chất thì cái bộ này nó không xét được nhiệt độ như vậy đó, nó không xét được cái thời gian chạy như vậy, không đạt được. Đấy, tuy nhiên nó có một cái giải pháp rất là hay mà mình mới phát hiện ra là như thế này. Thì các bạn mở đằng sau ra, đây, đằng sau của nó đây nhá. Thì các bạn để ý là cái model, nếu các bạn có cái model giống như thế này, thì các bạn để ý cho mình cái hàng xanh xanh này, nó có ví dụ chân com này, chân DO1, DO2, và bên này là chân com và ba cái DI 1, 2, 3. Thế thì ba cái chân này, các bạn chú ý đó chính là cái chân com này và ba cái chân DI này nhá. Thế ba cái chân này nó để làm gì? Thì thứ nhất là cái chân đầu tiên đó là chân DI1. Đấy, khi mà bạn nối cái chân com này với chân DI1 thì nó sẽ tắt tất cả những cái dàn mà kết nối tới cái bộ điều khiển này các bạn nhé. Bộ điều khiển này điều khiển được thì nó sẽ tắt toàn bộ đi. Đấy là khi mà bạn nối chân com với DI1. Và khi mà bạn nối chân com với DI2 thì nó sẽ bật toàn bộ những cái tổ máy kết nối với con này. Đấy, hai con TCC01 và TCC02 thì nó sẽ bật toàn bộ. Đấy, chân com và DI2 nhá, bật toàn bộ. Thế thì giải pháp ở đây là gì? Giải pháp ở đây là các bạn dùng các cái timer. Đó, các bạn dùng các cái timer gắn vào đây chẳng hạn. Thì khi mà các bạn muốn bật vào giờ nào, đúng không? Thì cái timer đó nó sẽ chạy đến cái thời điểm mà bạn đặt đó, thì nó sẽ đóng cái tiếp điểm từ chân con này sang chân đi một thì nó sẽ dừng nhá. Và
Nếu bạn muốn chạy đúng không? Thì bạn chỉ việc đặt cái tiếp điểm của cái thằng timer đó vào cái chân DI2. Đúng không? Nó sẽ chạy toàn bộ. Và các bạn đặt chân con nối sang chân DI1 này thì nó sẽ dừng toàn bộ. À, như vậy là với một cái timer mà nó có cả on cả off thì cái bộ này nó rất rẻ các bạn ấy. Bộ này nó chỉ khoảng 300.000 thôi. 200-300.000 là các bạn đã có thể làm được như vậy rồi. Thế thì cái bộ đó bạn đặt như thế nào? Thì bạn sẽ nó sẽ có hai cái tiếp điểm. Một tiếp điểm là on và một tiếp điểm là off, đúng không ạ? Khi mà bạn đặt cái thời gian của timer đó làm sao đó để khi bạn muốn chạy thì cái tiếp điểm nó sẽ đóng vào đây, nó đóng từ chân con về sang đây nhé. Các bạn chú ý là tiếp điểm khô free contact nhé. Bạn chỉ cần nối từ con này sang đây là được. Đấy, bây giờ mình sẽ thử nhé. Mình sẽ thử nối từ cái chân con này sang chân D2. Đấy, thì các bạn sẽ thấy được cái hiệu quả của nó. Thế còn cái chân D3 thì nó là cái chân nhận tín hiệu báo cháy. Đó là nhận tín hiệu fire alarm đấy. Thì khi mà có tín hiệu báo cháy thì có lẽ là điều hòa nó sẽ dừng lại toàn bộ. Đấy. Thì ở đây là mình sẽ thử kích hoạt vào cái tín hiệu D2 này để các bạn thấy là nó sẽ tự động nó chạy. Tất cả các cái dàn ở trên này thì đây như các bạn nhìn thấy nhá. Cái line 1 hiện tại nó chỉ có khoảng độ 1 2 3 4 con đang chạy thôi, 5 con. Đó. Bây giờ mình sẽ kích thử thì các bạn sẽ thấy được cái hiệu quả của nó. Đây nhá. Đây, mình sẽ kích vào đây này. Đấy, kích mình giữ một chút. Đấy các bạn, kích giữ nhá. Và chuyển ra đằng trước này. Đấy, thì các bạn thấy không? Đấy. Nó sẽ chạy tất cả các con, ngay cả khi mình bỏ ra đây nhá, ngay cả khi mình bỏ ra rồi. Thì các bạn chỉ cần kích vào một phát thôi. Đấy, ngay cả khi mình bỏ ra nhá. Thì các bạn thấy này, nó vẫn tiếp tục nó gọi. Đấy, các bạn nhìn thấy những con gạch chân này là nó đang chạy lần lượt từng con một. Nó không chạy toàn bộ một phát nhá, bởi vì như vậy nó sẽ gây ra cái tình trạng sốc. Sốc về dòng đấy, khởi động cùng lúc. Đấy thì nó sẽ gọi từ từ. Đến khi nào chạy hết thì thôi. Cả line 1 đến line 2 nha các bạn nhé. Nó sẽ tất cả các line luôn. Đây mình chuyển sang line 2. Đấy nó cũng đã gọi chạy. Đấy các bạn thấy không? Nó gọi chạy. Nhưng một số con thì nó đang báo lỗi nên là nó không chạy này. Nhưng mà nó sẽ gọi cả hai line luôn các bạn nhé. Đấy các bạn thấy không? Đấy, chuyển qua line 1 này. Chuyển line 1 này. Đó, và cuối cùng là nó đã chạy toàn bộ rồi. Đấy các bạn thấy không? Một số con thì đang lỗi. Đấy, thì bây giờ để chứng minh cái việc tắt đi nhá, thì mình lại sử dụng chính cái tiếp điểm này. Đấy, nối từ chân com này nhá. Chuyển sang chân DI1. Đấy, bây giờ mình ấn vào đây. Đấy thì các bạn sẽ thấy là nó tắt. Đấy, nó tắt dần nhá, nó tắt rồi, tắt. Đấy các bạn thấy nó tắt nhanh hơn không? Khi nó chạy thì nó chạy từ từ nhưng mà tắt nó tắt nhanh hơn nhá. Đó, nó tắt hết rồi. Tắt hết cả hai line rồi. Đây, lại tiếp theo đấy. Đấy các bạn thấy không? Các con nháy là đang lỗi. Đó. Thì nó đang lỗi không kết nối được thì nó sẽ nháy thôi. À. Thế còn lại nó tắt hết rồi nhá. Các bạn nhìn thấy nó tắt hết rồi. Đấy. Tắt hết cả một line, hai line rồi. Đó, thì đấy là cái giải pháp mà các bạn hoàn toàn có thể làm được, đặt được timer tùy thích, tùy muốn mà rẻ hơn rất nhiều so với các cái bộ mà có cái điều khiển kia. Đó, bằng cách là các bạn mua một cái timer khoảng 300-400 nghìn gì đó. Đấy thì các bạn sẽ là ở thời điểm muốn nó on thì cái timer nó sẽ đóng cái tiếp điểm lối đến con DI2 này, và thời điểm mà các bạn muốn off, ví dụ 19 giờ đúng không, thì các bạn sẽ chỉnh đến cái con DI1 này, bởi vì cái con timer ấy thì nó sẽ chạy 24 giờ. Đấy thì các bạn sẽ đặt vào cái thời điểm mà từng giờ một. Đấy thì cái con timer nó sẽ đặt được rất nhiều khúc, ví dụ như có thể là 9 giờ on đúng không, 10 giờ off, xong lại
11 giờ on đấy, kiểu như thế. Thì đấy là một cái giải pháp mình cho là rất là hay, mà các bạn có thể sử dụng với cái bộ điều khiển BMS SM1280HTLE này đó. Thì nếu các bạn muốn làm thì các bạn sẽ làm bằng cái cách đó, thì mình cho đó là một cái giải pháp rất là tuyệt vời đối với con này, khi mà nó không có cái tính năng đặt thời gian như vậy đấy. Thì cảm ơn các bạn đã xem video nhé, chúc các bạn thành công.